Tình chính thức của em thì chỉ có một. Lâu nó, không? Nó kéo dài tới 12 năm. Ôi trời. Dạ, nó là một cái mối tình thời lúc đi học của em. Em cũng mới chia tay vào năm rồi. Mới chia tay năm rồi thôi. Dạ. 12 năm là mối tình sâu đậm lắm đúng không á? Dạ. Nhưng mà tại sao là chia tay? Dạ, nói chung thì đó là một kỷ niệm rất rất là đẹp đối với em. Chào cô gái, mời em ngồi. Rồi, chào bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu cho hai bên cùng nghe đi. Dạ, lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người ở trên trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào nhà trai. Dạ, em tên là Phan Thái Nhật Phát, em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, Dĩ An Bình Dương ạ. 28 tuổi, sinh năm 1995. Nghề nghiệp của em thì em đang theo đuổi một cái đam mê đó về thời trang. Em đang kinh doanh với một cái shop nhỏ. Đó cũng là một cái local brand của em. Song song với đó em cũng có thêm một đam mê với hip hop. Thể loại em đang theo đuổi đó là rapping. Đó là những cái ước mơ và cái đam mê. Anh nghĩ rằng với những nỗ lực cố gắng mình sẽ thành công thôi ha. Mình đang ở đâu, ở với ai? Thì em đang ở với gia đình, có ba và mẹ. Và em đang có một cái shop riêng. Hiện tại em đang ở shop riêng. Và em làm xong rồi em phải về với gia đình em ạ. Ba mẹ còn anh chị em mấy người? Dạ, em có một đứa em gái. Dạ, em là con trai lớn. Trai lớn. Dạ. Rồi cái shop riêng đó là mình nhà của mình luôn. Dạ, đó là em thuê mặt bằng ạ. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Gái nè. Dạ, con xin chào chú Kiên Linh, chị Ngọc Lan, bà Nam bên kia, con là Trần Thị Thu. Năm nay con 23 tuổi, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Thu? Dạ, hiện tại thì con có kinh doanh một shop thời trang là đồ lót dành cho các bạn thủy tin á. Vậy là hợp ý quá ha. Thời trang của bạn nam bên kia là thời trang gì? Dạ, thời trang của em là unisex à, cả nam và nữ đều mặc được hết ạ. Wow. Vậy là hai bạn hợp với nhau quá nhờ. Dạ. Đó là một trong thuận lợi đầu tiên rồi đó. Chúng ta hỗ trợ nhau, biết đâu ta cái thương hiệu mình lớn lên rồi sau này thành ông chủ bà chủ một cái thương hiệu thời trang lớn như cái shop, một cái chuỗi shop trên cả nước nữa. Bây giờ thì mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi. Đối với em thì điểm mạnh của em á thì em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Đối với điểm yếu thì nó cũng hơi trái ngược một xíu, đó là em rất ngại đám đông. Đó cũng là một cái điểm yếu em đang khắc phục dần bản thân của mình. Phải khắc phục bởi vì mình đang làm cái ngành nghề mà cần giao lưu tiếp xúc với cộng đồng càng nhiều càng tốt. Từ từ nó quen thôi. À, hồi xưa thật ra là anh lúc mà mới học trường số điện ảnh mình nắm tay người khác mình còn run vậy nè, không dám đứng gần ai nữa. Mà sau quá trình mình tôi luyện rèn luyện á thì mình sẽ mạnh mẽ hơn. Còn điểm yếu gì nữa không? Hiện giờ em không có đúng không? Chỉ ở rụt rè thôi. Mời nhà gái. Nhà gái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh thì em thấy em là một người hướng ngoại, về giao tiếp, về hoạt động cởi mở với mọi người thì em rất là dễ. Ngoài ra thì em rất thích làm những cái đồ thủ công, ví dụ như là đan khăn len hoặc là làm hoa giấy hoặc là cắm hoa. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em là một người kiểu là hơi bị thiếu kiên trì ấy. Khi mà mình bắt đầu mình làm thì mình rất là có nhiều động lực để làm, nhưng mà khi mà mình làm một mình ấy, không có người nâng cái mút của mình lên thì nó sẽ mút. Là đúng rồi ạ, khi mà tốn mút ấy, thì cần một cái người chỉ cần động viên thôi để em sẽ tiếp tục làm được. Có người cái này là bên đây làm nha. được không? Dạ được ạ. Được. Mình sẽ nâng mút của bạn gái lên ha. Dạ. Đường tình duyên của em trai sao? Mối tình chính thức của em thì chỉ có một. Lâu nó, không? Nó kéo dài tới 12 năm. Ôi trời. Dạ, nó là một cái mối tình thời lúc đi học của em. Em cũng mới chia tay vào năm rồi. Mới chia tay năm rồi thôi. Dạ. 12 năm là mối tình sâu đậm lắm đúng không á? Dạ. Nhưng mà tại sao là chia dạ. tay? Nói chung thì đó là một kỷ niệm rất rất là đẹp đối với em. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy mình không phù hợp với nhau. 12 năm mới nhận ra điều đó hả? Dạ đúng, khi cả hai đều đi làm và trưởng thành thì cả hai mới biết mình không còn phù hợp với nhau nữa. Chào thì, em. Dạ em chào chị ạ. 12 năm, một quãng đường rất dài và cả thanh xuân của tụi em. Mới có năm vừa rồi thôi là đúng. Rất... Thì nó không thể nào mà nó nguôi ngoai một cách quá nhanh như vậy. Và không thể nào mà tụi em có thể ở lại một cái trạng thái nó quá bình thường nhanh như vậy. Quên thì chắc chắn mình sẽ không thể quên được. Nhưng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với mình. Và mình phải bước buộc phải bước tiếp tục trong cuộc sống sau này của mình thôi. Ủa em ơi, 12 năm mình mới nhận ra không phù hợp. Có thể cụ thể một vài cái không phù hợp đi. Công việc của em và bạn ấy nó đều trái nghịch với nhau. Bạn ấy làm văn phòng vào sáng đến khoảng 5 giờ chiều về. Còn em thì lúc nào em cũng phải làm. Và buổi tối của em á thì em lại dành thời gian cho việc đam mê của mình. Em phải đi tập và đi diễn đi đấu tới khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng. Em và bạn ấy có thể không chỉ trùng được thời gian với nhau. Thiếu chăm sóc, dạ, thiếu rồi. Quan tâm, dạ, đúng rồi. Thiếu tất cả mọi thứ. Bởi vì thời gian em dành cho đam mê của mình hết rồi. Em dành cho công việc của mình hết rồi.
Như vậy em cảm giác là mình có lỗi với cô gái đó không? Dạ, em cảm thấy là mình có lỗi, thật sự có lỗi. Nhưng nếu mà mình cứ như vậy, tiếp tục như vậy hoài thì thật sự là tội cho bạn ấy. Chị Lan hơi đi sâu vào trong chuyện này một chút xíu. Tại vì chị Lan rất là tiếc cái mối tình 12 năm. Rõ ràng là khi mà cái thời học sinh á, tụi em có quá nhiều cái hoài bão, tụi em có quá nhiều cái điểm mà nó giống nhau, bởi vì nó chưa có đụng tới cơm áo gạo tiền, dạ, chưa đụng tới tương lai. Nhưng khi tụi em bắt đầu ra đời, bắt đầu đi làm thì mỗi đứa một cái công việc riêng, thì cái chuyện khác nhau nó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng để 12 năm để mà em chỉ có thể nói một cái câu rằng là mình có cái định hướng nó không giống nhau và cứ thế mà cả hai đều ra đi, thế thì chị Lan chưa hiểu được là tại sao tụi em không cố gắng, tụi em thay đổi vì cái 12 năm đã qua. Thật sự là em đúng đã là cố gắng. Nó không phải là mới đây mà em tụi em chia tay. Và em cũng đã có những cái xích mích trước đó rất nhiều. Tụi em cũng đã cố gắng vun đắp nhưng mà nó vẫn không thể tiếp tục được nữa. Thế thì với cái người sắp tới em xử lý như thế nào khi cái khối lượng công việc của em nó cũng vẫn như vậy? Chắc chắn em sẽ có một bài học và em sẽ dành thời gian cho nửa phần còn lại của mình hơn là việc mình sẽ cứ lao đầu vào công việc và lao đầu với đam mê của mình như vậy. Okay. Cái đó được đó, suy nghĩ vậy là tốt rồi. Nếu bạn ấy quay trở lại thì sao? Dạ, chắc chắn là không được, tại vì tụi em đã hàn gắn và cắt đứt rất nhiều lần nên nó đã không còn thể được nữa. Sure nha. Anh hỏi như thế để bên nhà gái hiểu hơn ha. Để mà mong nhà gái không hỏi em nữa chứ cứ lôi ra hỏi hoài. Đó, như vậy là tốt ha. Trời ơi còn trẻ quá, 23 tuổi. Bên kia bây giờ chú cố gắng hỏi để bên con hiểu nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ mình an tâm về việc đó chưa? Dạ, cũng an tâm một chút. An tâm chút đúng không? Dạ. Bạn ấy cũng nói rất là rõ, không có gì phải khuất tất đây hết á. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ còn mình nè, đường tình duyên sao? Con thì có một mối tình hồi sinh viên. Hồi đó là mình muốn trải nghiệm, mình muốn tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ quá. Trải nghiệm trong tình yêu dạ, không trải nghiệm khi mà mình mới lên đại học ấy. Dạ, khi lên lên đại học ấy, yêu nhau khoảng nửa năm. Dạ, 6 tháng. 6 tháng sáng tháo hả? Dạ, dạ. Dạ, cũng không có sâu đậm gì hả? Dạ, cũng chưa có sâu đậm nhiều. Tại con cứ lo mấy cái hoạt động bên ngoài ấy, không có cân đối được giữa thời gian. Chuyện con nhỏ vuông thỏ so với mối tình bên kia. Dạ, mình nhớ qua luôn. Vậy thì bây giờ cái công việc của mình nó có sắp xếp thời gian để có thời gian để yêu không? Công việc của con thì cũng giống như anh ấy. Mình kinh doanh tự do nên là thời gian cũng nhiều. Nhưng mà con cũng có sắp xếp được. Rồi con cũng có thể thuê nhân viên để các bạn có thể làm giúp con. Ví dụ như buổi sáng con vẫn dành thời gian đi tập yoga được mà. Dạ. Chú thấy này là hai bạn đều đam mê một ngành thời trang. Thì hai bạn sẽ cùng làm thời trang, cùng trò chuyện với nhau, cùng hướng dẫn, cùng trao đổi và cùng yêu nhau, cùng đam mê cái nghề của mình. Cái này là cái thuận lợi. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình đưa ra quan điểm về người sắp tới đi. Đúng. Bây giờ mình hỏi về tương lai đi. Muốn người bạn gái của mình là như thế nào nè? Dạ em thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần chăm chỉ trong công việc. Có đó. Dạ, bạn đó rất okay. Chăm chỉ nhưng mà lâu lâu là thiếu cái người mà thúc đẩy nên bạn ấy hơi tạo mút cho bạn á. Dạ, dạ cái đó thì em có thể làm được đúng không? Đúng nghề của mình đúng không? Đúng nghề rồi. Có gì không thích không? Em thì không có quan điểm không thích về một bạn nữ nào đó. Ừ, rồi tốt quá. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Con muốn một người cao trên 1m7. Còn về tính tình thì bạn ấy không ra trưởng thôi, cứ sống thật thà thoải mái với lại cái bản thân mình là được. Sống thật thà thoải mái đam mê của mình là được. Là đúng rồi. Bạn này là đúng đam mê luôn nè. Chứ con cũng không muốn tìm một người mà quá dẻo miệng, ăn nói quá khéo hoặc là quá thảo mai đó. Dạ. Bạn này thì nhát đám đông thì không có thảo mai lắm đâu. Con đi với ai vậy? Dạ nay con đi một mình. Một mình. Để đó chị Lan lo. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với bạn thân của em á. Ồ. Chào em trai. Bạn gái bên đây có phù hợp với bạn thân của mình không? Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Lan. Em thấy bạn nữ do phù hợp với bạn nam. Dạ, phù bạn hợp với vấn đề gì? Ngoại hình thì em nghĩ xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa hả? Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau. Coi cái chung cái niềm đam mê nó có khác không ha? Mở rào. Chung niềm đam mê có khác không? Đúng rồi, bởi vì hai người không cùng đam mê thì sẽ khác nhau. Còn bây giờ mình chung một cái niềm đam mê, mình có thuận lợi không, mình nói chuyện có hợp với nhau hay không? Bắt đầu đi em. Hôm nay anh có một cái áo mà anh thiết kế nên anh sẽ gửi tặng cho em nhé. Ừ, em cảm ơn anh. Em tặng anh quyển sách. Nãy bạn trai nói là bạn trai break dance phải không? Mình biểu diễn liền cho nhà gái coi nè. Dạ vâng ạ. Bắt đầu âm nhạc.
Hay quá. Nhưng mà hôm nay mình bình thường biểu diễn trước đám đông mình không có run, mà hôm nay hơi run đúng không? Dạ. Một chàng trai đầy năng lượng luôn. Bạn gái thấy sao? Cảm nhận sao? Thầy nhảy rất là đẹp luôn. Đẹp con quá. Những cái cú, nói chung là em nhìn là em chỉ biết ngưỡng mộ thôi chứ không làm gì được. Bây giờ mình cảm nhận về chàng trai thế nào, nói đi. Con cũng muốn cái hình mẫu người bạn trai con cũng phải mập mạp một chút giống như anh này này. Đó thì về ngoại hình thì con thấy rất là ok. Còn về tính cách thì cần nhiều cái thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Nhiều người thì dễ kiểu xem tướng, dễ nhìn người á. Mà con không phải là một người giỏi trong cái việc đó. Bất kỳ một mối quan hệ hoặc là một người bạn nào đó thì con cần phải nhiều thời gian để tiếp xúc hơn. Còn anh trai, thấy bạn gái thế nào? Anh chỉ có muốn một điều muốn hỏi. Nếu bạn trai em có hình xăm trên người, em có thấy như thế nào? Hình xăm của anh có lớn không ạ? Không. Em thấy, em cũng có thấy cái hình xăm trên cổ anh đúng không? Từ ngoài chỗ đó ra còn chỗ nào không ạ? Anh có xăm con, nhưng mà anh có xăm sẽ... con rồng, con phượng gì, con rắn gì ở trong lưng đó? Dạ không, dạ không. Dạ không ạ. Vậy chứ xăm ở đâu? Dạ ở trên tay thôi ạ. Đối với dạ em thì những cái xăm nghệ thuật nhỏ nhỏ chút xíu thì nó không ảnh hưởng gì. Còn ví dụ như xăm mấy con hổ, con báo gì đó thì em hơi kỳ thị một chút. Dạ vâng. Dạ. Bạn ấy không có xăm con rắn ở trên lưng, chỉ có xăm con rắn trên cánh tay thôi, nó chạy dọc cánh tay đó. À. Được không? Ở đâu? Xăm con thỏ. Cái đấy có gì mình sẽ là thông tư tưởng sau. Dạ ok ạ. Hẹn hò sao thời gian các bạn đó. Cái này mới quan trọng với các bạn nè. Cứ theo cái công việc của em á, thì em sẽ có thời gian rảnh vào khi nào? Em bán ở cửa hàng á, nên là hầu như là em sẽ toàn thời gian ở cửa hàng. Nhưng mà thường thì buổi tối thì em sẽ thuê một vài nhân viên, thì em chỉ có thể dành được thời gian buổi tối thôi. Thời gian của em thì nó cũng tương đồng với thời gian của anh. Anh cũng sẽ rảnh vào thời gian buổi tối, nhưng thời gian của anh có thể anh sẽ sắp xếp được. Mình nói chút xíu về tương lai đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Nếu mình hợp thì anh định cuối năm nay. Ừ, đầu năm. Đó là sao? Em suy nghĩ hơi khác một chút, tại em vẫn còn trẻ quá. Đó, nên là em cũng muốn nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà cả hai cùng cảm thấy phù hợp thì vẫn có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ vâng. Dạ. Tính tới chuyện kết hôn rồi thì chị Lan tính luôn. Bây giờ hai đứa tính coi là bên đây làm thời trang đồ mặc ở ngoài, đây đồ mặc ở trong, coi có kết hợp lại với nhau được không? Dạ chắc chắn là được rồi. Có chứ. Được mà, một combo của nó đó. Không, ví dụ như là mua đồ của shop này tặng voucher của shop kia. Đó. Đó. Về kinh tế là được rồi đó. Mà bên đây là ta còn cái niềm đam mê khác, đó là nhảy và thi đấu. Đi biểu diễn, đi tập mỗi tối. Tối nào anh cũng đi tập luôn à? Dạ đúng. Mình thi đấu là thi đấu trong nước, trong ấy hay là có đi ra nước ngoài không? Sẽ có cơ hội phải đi ra nước ngoài. Không, thì đó là niềm đam mê thôi, nên là em tôn trọng chứ em có vấn đề gì. Dạ dạ. Vậy mai mốt người ta đi hoài không có la nghe. Không đi hoài nó khác chứ. Không, nên anh nói thỉnh thoảng em mới đi, thỉnh thoảng em mới đi. Dạ em sẽ sắp xếp được thời gian của mình cho dạ một nửa còn lại của mình. Kinh doanh ổn định rồi, giờ mình đẻ con đi. Đẻ con. Em thật sự cái vấn đề em hơi không biết như thế nào á chị. Không biết thế nào là sao? Không biết sao có con hay sao? Dạ là ý là em không biết ý bạn gái có sẽ muốn có con liền hay hoặc là muốn để thời gian sau, thời gian bao lâu để có con. Theo em thấy thì khi nào kinh tế của mình ổn định có thể lo được cho con thì mình sinh con thôi, chứ không có nhất thiết là sau khi cưới một năm hay là sáu tháng gì đó cả. Khi nào mà mình có thể có khả năng nuôi con và cho con một cái môi trường học tập cũng như là sinh sống tốt nhất thì lúc đó mình sẽ sinh con. Dạ. Yeah. Em hỏi một chút là ví dụ như nhà anh ở Bình Dương chẳng hạn, ví dụ như Tết hai anh em mình có may mắn quen được với nhau. Tết chẳng hạn, Tết nhà em thì là quê ở Bắc, thì liệu anh có muốn về Bắc không? Tất nhiên hay là không. Tết nào, ví dụ như là cưới rồi, Tết nào mình cũng phải ở nhà chồng, mình cũng không được về nhà hay gì đó. Nếu mình đến được hôn nhân với nhau thì có thể là năm nay mình ở quê nội, năm sau mình ở quê ngoại, hoặc là 30 mùng 1 mình ở quê nội và mùng 2, mùng 3 mình muốn mình về ngoại. Chỉ cần mình muốn là mình sẽ tìm được cách. Quan trọng em hỏi anh có muốn không thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, thật sự cái đó là điều anh sẽ làm, thực hiện cho một nửa của mình. Hỏi coi, lấy nhau xong rồi ai giữ tiền? Chị Lan có gợi ý là lấy nhau xong thì ai là người giữ tiền? Chắc chắn là vợ mình thôi, chắc chắn là vợ mình thôi. Đó, vậy nhanh gọn lẹ, thấy không? Không cần phải bé thì dễ thương quá. Ra đó. Đẹp trai vô cùng. Tôi rất thích con, rất là sâu sắc đó nha. Nói chuyện rất là chững chạc luôn. Tuy tuổi đời còn rất là trẻ,
bạn này có thể quản lý tiền bạc được tốt á, yeah. Bạn này có thể quản lý được tất cả mọi công việc. Bây giờ mình đứng lên đi. Lại bên đây nữa. Rồi đứng nhìn nhau nha. Đó, bây giờ mình gần hơn nữa nè. Cảm giác hồi hộp không? Dạ có. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái đi. Mình rất là gần rồi đó. Cảm xúc bây giờ thế nào với bạn gái? Hít mồ hôi thật sâu. Hít. Dạ bây giờ thì thật sự là em cảm thấy rất run mà. Em cảm thấy rất là run khi nắm tay bạn gái. Em cảm thấy đây là một mẫu bạn gái trong lòng em. Nhà gái thấy sao nè? Em thấy là anh khá là ưng đấy. Em không có nhiều kinh nghiệm tình trường giống như anh. Có thể là nếu mà mình trao nhau cơ hội thì có thể là anh chỉ cho em nhé. Tất nhiên là mình sẽ trải nghiệm với nhau trong cuộc sống nữa. Trải nghiệm với nhau. Em hết thời gian để trải nghiệm rồi. Trời ơi. Em xin lỗi. Mình sẽ bước cùng nhau trên con đường sắp tới. Đúng. Dạ vâng. Bây giờ mình về vị trí đi nào. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ mình trao đổi nhiều rồi, bây giờ ta sẽ đưa ra quan điểm của mình. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. Chị Lan đếm luôn nha, để không làm mất thời gian của hai bạn. 1, 2, 3. Hai bạn bấm mà không trật một nhịp nào. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó, một nụ hôn đầu tiên. Em hơi run. Run nữa, mình đã nắm tay bạn ấy rồi. Tập trung vô. Hôn xong thấy run hơn hả? Dạ đúng hơn. Bạn gái thấy sao? Anh ấy run quá, anh nắm tay em nên em run. Còn hung á, vụ hung á sao? Thì cũng được nhưng mà chắc phải lên tập thêm. Thấy chưa? Về nhớ luyện tập thêm nha. Chúc cho hai em hạnh phúc ha. Bạn tên là gì? Dạ em xin kính chào anh Quyền Linh, xin kính chào quý khán giả. Em tên là Trần Văn Hiển, năm nay em 28 tuổi. Hiện em là kế toán của công ty dược phẩm Glomet. Thì hôm nay em đến với chương trình này cũng mong là sự may mắn của anh Quyền Linh cùng sự duyên dáng của chị Cát Tường sẽ làm cho hai trái tim luôn màu hồng. Hay quá. Trời ơi, luôn quá hơn tôi với anh Quyền Linh nữa. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thấy wow là thấy hy vọng rồi đó. Chị Cát Tường, chào em. Dạ, hôm nay đến với chương trình em có món quà do chính tay em làm gửi tặng chị Cát Tường. Chúc chị Cát Tường luôn vui vẻ và luôn xinh đẹp. Cảm ơn em nha, rất là đẹp. Này là em tự tay làm đó hả? Dạ. Ngoại hình rất là xinh xắn, dễ thương. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24. Tên gì? Em tên là Lê Tuyết Giang. Em đang làm công việc gì? Là giáo viên mầm non. Chăm sóc các em cho nên là rất là khéo léo, thấy chưa? Một đóa hoa tự làm bằng tay rất là đẹp. Em có quà đó nha anh Linh. Có quà hàng kia cứ khen đẹp quá trời bên đây. Lỗi không có quà vẫn đẹp trai. Bạn rất đẹp trai, hào hoa phong nhã. Trời ơi, chưa thấy ai đẹp bạn hết trơn á. Dữ chưa? Em cũng có quà cho anh Quyền Linh lắm mà. Ha vậy hả? Từ từ là trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá em ơi. Quá trời dễ thương vậy. Anh thiệt tình á. Đẹp trai thế này, hào hoa phong nhã thế này, làm kế toán cũng có tiền vô rất là nhiều, ra vô nhiều. Nhưng tại sao lại chưa chọn cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ tiền đi ra thôi anh chứ không có đi vô. Chi thôi đúng không? Chi thôi, không biết chi dạ. Thôi. Nhưng mà tại sao không có tìm cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ tại thứ nhất là vì bây giờ thì thời gian em đi làm nhiều quá, có nhiều hôm về tối quá cũng không có thời gian hẹn hò. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngặt cái cũng chưa được mua được nhà trong Sài Gòn nên cũng hơi ngại. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Bình Định, miền Trung anh. Em khéo tay như vậy thì chị nghĩ là em chắc là còn nhiều cái biệt tài, tài lắm phải không? Còn cái tài năng gì nữa em tự giới thiệu mình luôn đi. Biệt tài thì nói chung là mọi người cũng công nhận em khéo tay. Em có thể làm một số món đồ handmade chẳng hạn. Ví dụ như theo thuộc những cái đồ trang trí trong nhà gia đình vậy đó. Nấu ăn chắc cũng ngon lắm đúng không? Cái này cũng chia sẻ luôn. Em gái em là đầu bếp nhưng mà em nấu ăn thì cũng không ngon lắm. Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi hả? Dạ. À, em quê ở đâu nè? Dạ em ở Đồng Nai. Đồng rồi Nai à. Trên đường đi Bình Định luôn. Đi đường là một đường Bình Định cũng rất là gần. Rồi coi chàng trai Bình Định của tôi nè. Sở trường sở đoạn bạn như thế nào, giới thiệu cho mình kia nghe luôn. Dạ có thể sở đoạn của em là không được khéo tay. Không được khéo tay. Nên mong muốn một bạn nữ bên kia khéo tay. Bạn kia làm hoa rất đẹp, tôi biết rằng làm hoa rất đẹp rồi. Dạ. Rồi. Ở trường thì hồi xưa đi học là cũng biết viết văn chút chút bên này. Biết văn. Dạ. Làm văn mấy điểm? Dạ là văn thì 8-9 điểm. 8-9 điểm. Dạ. Có hay viết thơ tình không? Dạ không, em chỉ viết văn thôi, còn thơ là em không có biết. Em có yêu cầu gì về bạn trai em mà về ngoại hình không? Con người mình á khi sinh ra không có ai được lựa chọn về ngoại hình cả.
em chỉ cần người đó là biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, rồi nói chung là về tính cách tốt là được rồi. Nãy giờ bạn nghe bạn gái nói bên đó bạn cảm nhận thế nào? Dạ thì cũng có trong suy nghĩ là người bạn em sẽ kiếm là như vậy. Nhưng mà sở thích của bạn về người bạn gái của bạn là như thế nào? Sở thích của em thì cũng như bạn kia thôi, là em không phải là người cổ điển quá, nhưng mà theo em quan sát thấy á, là con gái là để tóc dài vẫn đẹp, nên em thích là người con gái tóc dài. Mà nếu mà cái nét duyên dáng, cái má lúng đồng tiền như chị Cát Tường bên kia thì càng tốt. À, vậy là được quá hả? Cảm ơn em nha. Bên đó bây giờ chị hỏi em nè, em có không thích cái gì không? Không thích cái gì ở bạn gái của mình? Thứ nhất là không thích là đừng có ghen quá chị ơi, với lại cũng đừng có cằn nhằn, cũng đừng có nói nhiều quá, đó là tính cách em không. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vừa vừa thôi chị, ghen nhiều quá em sợ chị ơi. Maximum khả năng của em có thể chịu đựng được cái cơn ghen của phụ nữ là như thế nào? Đừng có cào cái gấu bứt xé là được rồi. Cắn được không? Không cắn, cũng cắn đúng chỗ vậy, chỗ không cắn được cắn chết chết em luôn chị ơi. Rồi, cho chị xem. Cho chị. Quá lịch thiệp, em rất là chuẩn men, chị rất là thích. Như ai kia. Chê ai kia hả? Được lắm em, rất là được. Lỗi à, ai kia cũng được lắm à. Đó, cũng là lộng lẫy lắm à. Đây, đây. Sao? Học thời trang. Khéo tay. Khéo tay hay làm? Tử tế, nhẹ nhàng, bay bổng. Hợp, tôi nghĩ rằng cũng gì rất là dịu dàng ha, hơi hiện đại chút xíu. Còn chờ gì nữa? Chúng ta bây kéo giờ màn kéo lên. Màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Và 2 phút bắt đầu. Xin mời. Wow. Dạ, chào anh. Wow. Wow. Wow, đầu tiên là thấy được rồi đó. Wow. Hôm nay đến với chương trình á, em có làm một cái ống cắm bút để tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em có làm 2 cái móc chìa khóa gửi tặng anh Quỳnh Linh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chuyện với nhau trong 2 phút. Dạ. Bây giờ là em đang sống ở Đồng Nai cùng với gia đình luôn hả? Nhà em ở Đồng Nai, còn em với em gái em thì ở Gò Vấp. Em đi làm ở Tân Bình. Khi kéo màn lên rồi em thấy anh sao? Có điểm nào lọt vô cái mắt xanh của em vậy? À, anh có một nước da trắng. Cảm không có em. Một cảm ơn em. Em có ngại khi quen người con trai miền Trung không? Ba em người miền Trung. Em có muốn hỏi anh điều gì nữa không? Anh hay về quê không? Thì khi nào mà dịp lễ nghỉ nhiều thì anh về. Còn Tết là phải chắc chắn phải về rồi. À. Thì hy vọng dịp 30 tháng 4 này nếu em đồng ý thì anh có thể mời em về Bình Định. Dạ. Về cái nút đỏ đâu có cần nữa đâu. Hết chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Chúc mừng Bình Định đến với Đồng Nai. Trên con đường đi chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó mà tôi nghĩ rằng là quốc lộ 1A, đúng không? Cái cặp đôi này không có cần mình nữa, mình đã trở nên thừa thải rồi anh Linh à. Thôi bây giờ có hỏi gì cũng vô nghĩa thôi. Cũng vậy thôi. Thì bạn trai hãy giới thiệu về mình cho bạn gái cùng nghe luôn. Dạ. Đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chào Trường Vân. Chào em. Chào bạn gái kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của anh ở Bình Dương. Rồi, mời nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn các khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu. Hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là em là người sống tự lập từ bé. Thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Em thì cũng là người độc lập về tài chính ạ. Cũng là người ham học hỏi và có chí cầu tiến.
Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một xíu ạ. Suy nghĩ. Với lại dễ tin người. Dễ tin người. Và em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi mời nhà gái. Em nói về mình xíu đi. Dạ điểm mạnh, ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng và có làm việc cũng chăm chỉ. Dạ còn khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Chưa có mối tình nào luôn, lý do tại sao? Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á, công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại nít, chủ yếu là nít là nhiều. Rồi môi trường làm việc thì không có nam. Dạ. Phải chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ, dạ cũng không khó lắm. Vậy đó hả? Dạ. Tức là cái môi trường là chưa từng gặp luôn, chưa từng gặp một cái người nào mà mình có thể tiến tới yêu đương được luôn. Dạ thì cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Ồ. Dạ, mình thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Rồi mời Trình. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trình mấy mối tình? Dạ em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều nhưng mà mối tình thì nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Mới tìm hiểu hả? Dạ chứ còn không phải là mối tình chính thức. Tìm hiểu cách nào? Em thì có cũng, nói trực tiếp với người ta hay không? Thì cũng đi uống cà phê rồi nói chuyện, trò chuyện với nhau này kia. Rồi em có đặt vấn đề là mình yêu người ta không? Thì cũng có nhưng mà bạn gái cũng kiểu là muốn tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi sao cuối cùng chia tay? Em thấy hai người cảm thấy không có hợp nhau thì. Dạ. Rồi. Chào em, Trình. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó đúng không? Cũng có thể là nói coi là như vớ vẩn vẩn thôi. Dạ. Lãng đãng thôi, bạn bên đây cũng vậy, lãng đãng thôi, tìm. Dạ. Hiểu thấy không có, thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào nói cho bà mối bà biết đi. Tôi coi. Dạ. tôi xe duyên coi sao. Nào em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được, còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Biết nội trợ. Em có mẫu hình lý tưởng nào để em hướng tới không? Mẫu hình lý tưởng thì tạm thời em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Rồi. Thì em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Dạ. Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không phải cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Vừa được rồi ha. Ôi chào em gái. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Nhìn quen lắm rồi nha. Dạ. Quen không? Quen đó. Nhìn mặt rất là quen luôn á. Có. Mặt dễ ấn tượng đó, thành ra quen thôi chứ gì chân á. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng. Và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Nhiều khi thời gian nó không có được, nó kiểu như là nó giống như là đi sớm về muộn. Vậy thôi đó hả? Dạ. Thông cảm được không trai? Dạ em thì em nghĩ là em là người là có trách nhiệm với gia đình nên em chắc chắn sẽ thông cảm. Rồi. Được. Em có gia trưởng không? Dạ không ạ. Được. Gì nữa không? Dạ phải biết vi tính nè. Biết vi tính hả? Dạ. Ủa chi vậy? Chắc chắn biết rồi. Dạ tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm. Nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng nên cũng làm thiết kế nhiều nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Được. Còn gì nữa không? Sửa nhà, sửa ống nước gì nữa không? Dạ cái đó là nam là phải biết rồi ạ. Không, có nhiều người không biết gì luôn nha. Để em làm cho. Vậy là đây sửa được. Được rồi. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ về ngoại hình thì cao hơn em. Rồi không có hói là được. Rồi có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chữ hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi hỏi sao đi. Coi nói sao. Đừng bàn vấn đề hói nữa. Nó đụng chạm nhiều người lắm. Mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao.
Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em à. Bạn gái ngồi đây. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. À. Dạ con sẽ tự giới thiệu, con là em gái của chị trên kia. Thì chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? À? Anh thì rất thích con nít. Dạ. Chị của em thì có nhiều, nói chung là hát múa hay cái gì là cũng rất là dễ thương, tại vì hay hoạt động chung với các con nít á. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Thì nếu mà không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ nếu vậy thì quá tốt, và tại vì chị em rất là đam mê về cầu lông. Nếu mà đặt xe nữa thì anh nghĩ là hai người cùng đặt xe nữa cũng được nữa. Dạ. Thì anh thường đặt xe vào những buổi tối mà rảnh, anh không có việc gì thì anh sẽ đặt xe vòng vòng. Dạ, dạ tại vì chị em á là giáo viên cho nên là mặc dù là làm trong nhà nước nhưng mà thời gian á là cũng thường làm là đi làm sớm và về thì về trễ. Do vậy mà thứ bảy chủ nhật á thì đôi khi cũng sẽ có hoạt động nữa. Thì cũng không biết là anh cũng có thể thông cảm và đồng cảm với chị em được không ạ? Tất nhiên thì ai cũng có công việc riêng của mình nên đấy là do công việc cho nên có thể hoàn toàn có thể là thông cảm được, không không có lý do gì mà mình cấm vợ mình đi lo công việc được. Dạ. Còn về phía anh bên đây thì em cũng nhận thấy rằng là anh là người Nghệ An cho nên cái giọng của anh nghe rất là hay. Và ngoài ra thì em cũng nhận thấy là anh cũng có khá là nhiều tài lẻ nữa. Thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe nè con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Con thấy hai chị em này quen lắm nè. Hình dạ. như là thì đó con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Đã, mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, dạ hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi, dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi dưới nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn. Không biết gặp ở đâu. Thế có duyên quý vị. Em lên ngồi ghế đó chị góp ý. Bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi ở nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. À, dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo lại đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì lại đây hết. Dạ. Rồi, đấy là duyên rồi ha. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với gia đình nhà cô, nhà em với các em của em. Rồi, mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh nha Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu. Chào quý vị khán giả. Tôi là cô của cháu Trình. Về cháu Trinh thì cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình và biết quan tâm chia sẻ, những tính tình thì cũng vui vẻ hòa đồng. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Còn cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền phúc hậu, và cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui mong cháu là cho nhau một cơ hội thì hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Bằng có phải nào? Là Trình hồi nhỏ là đâu ở với cô không? À ở với chú cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Thương cô phải không? Tại cô xúc động nè, cô cũng quá xúc động luôn. Nào, bình tĩnh nào. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Có lẽ những cái người mà thổi sáo như Linh nói hồi nãy đó, họ rất là nhiều cảm xúc. Chỉ cần một chút gì đó là nước mắt cũng có thể rơi ha. Vậy. Em xin lỗi anh Quỳnh. Không sao Trình. Tại sao vậy? Cho bình tĩnh vậy. Nói chung nghe từ nhỏ thì em vì hoàn cảnh gia đình. Trinh nè,
Rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Con trai khóc dễ thương lắm nha. Ở dưới nhiều người khóc lắm rồi đó. Ấy. Không phải đâu, con trai miền Bắc á, khi mà có một cái vấn đề gì đó mà liên quan đến gia đình, đến người thân á, nhất là với mẹ hoặc là bác hoặc là cô, và khi người lớn lên tiếng á, là thường là cái cảm xúc kềm không có được. Cái hiếu thảo của con trai miền Bắc đối với mẹ với cha dữ lắm, chị biết mà. Tại vì nhất là với những người mà sống nội tâm như em, thành ra là cái xúc động đó em không thể nào mà kềm được đó, thì cái đó là bình thường thôi, rất là quý luôn á. Bình tĩnh là chia sẻ chút xíu cảm xúc của em lúc này. Trình, tại sao vậy? Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em không có được gọi là được như các bạn khác, thì em sống với ông bà chú mợ, mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi, nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm gia đình. Em nhắc đến gia đình em xúc động. Em ở tới năm 12, lớp 12 để em bắt đầu là đi vào đại học. Thì cũng từ vào đại học đó thì mỗi năm em chỉ có về quê một lần vào dịp hè. Mà đến bây giờ đi làm thì em mỗi năm cũng chỉ về Tết thôi. Cho nên là em hầu như là không có cảm giác gia đình. Khi nhắc đến gia đình em xúc động, em buồn. Rồi, chắc chắn rồi đây. Nhưng mà yên tâm là sau chương trình này, nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt. Bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn là chắc chắn là như vậy. Cho nên là chắc chắn là em sẽ làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó, nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta bảo vệ, chăm sóc gia đình như thế nào. Bây giờ thôi, hai mở rào đi. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Đó, em nghe em có đồng cảm hay không, cô gái? Hả? Đây. Thôi, mở rào. Bắt đầu đi Trình. Tặng hoa cho bạn gái nhau nào. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ, không kịp mặt. Hôm nay đến tới chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Anh có món hoa, bó hoa tặng em. Với có một món quà tặng em, mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ, anh cảm ơn anh. Dạ. Mở quà ra xem gì thế? Đây, món quà này nha. Trình mở ra đi, xong rồi là nói ý nghĩa của món quà đi hai đứa. Dạ em đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây, đưa chị cầm hoa giùm. Dạ. Rồi mở quà đi. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền. Đây là mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ. Nên anh chỉ biết tặng mỹ phẩm và tặng hoa thì mong em luôn luôn xinh đẹp vậy. Dạ, anh cảm ơn. Rồi Trình mở cái đó xem ra hoa quà của em nhé. Dạ. À, một quyển sách. Em tặng quyển sách thì lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách. Dạ. Và quyển sách anh tính mua tặng là quyển Quảng cảnh đó đi và Mà vui sống, bởi vì em là người hay suy nghĩ. Cho nên anh muốn người gái của mình yêu cũng sẽ không phải suy nghĩ giống như anh. Dạ. Và thật là trùng hợp thì em cũng dạ quyển sách này. Như vậy cũng là Quảng cảnh lo đi mà vui sống hả? Không, dạ không, cũng ý nghĩa tương tự vậy. À, là luôn mỉm cười cuộc sống. Cuộc sống. Dạ, còn một món nữa. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Tí xíu nữa đi. Ok, ok. Tí xíu. Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Được rồi. Dạ tí xíu. Cảm ơn món quà của em. Dạ, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó hồi nãy vui em nói nào. Đó. Đó. Hát tặng thì tí nữa anh hát cũng được. Thì
anh nói về cái quan điểm tình yêu của anh trước. Quan điểm tình yêu của anh thì đó là sự đồng điệu giữa hai trái tim và thấu hiểu. Thì khi mà yêu nhau thì cần sự quan tâm và chia sẻ với nhau, suy nghĩ cho đối phương. Còn với quan trọng nữa là phải biết nhường nhịn nhau, bởi vì khi mà mình nhường nhịn nhau thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm và cái tình cảm nó sẽ đong đầy hơn. Bởi vì con người ấy thì đã là con người thì không ai hoàn hảo cả. Và với anh cũng vậy, anh cũng không được cao to đẹp trai giống như các anh chàng người mẫu hay là diễn viên cũng như các anh hot boy anh kia. Nhưng anh có trái tim và tình cảm. Nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ dành em sự chân thành cho anh. Dạ. Để cho anh lấy bình tĩnh một tí anh. Thì anh vẫn còn hơi xúc động. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ủa sao giống ca giống Đức Phúc quá em. Tại vì do là mình cảm xúc mình vẫn còn á, thành ra hơi rung rung á, càng giống nữa. Em gái. Trời ơi, thổi sáo hay hát hay. Dạ em không có giỏi hát cho lắm. Em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à. Rồi. Em nuôi rất là giỏi. Thôi rồi đó, vậy là em dạ. Em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bạn này sao bự lên chút ha. Thôi dạ. Mình về chỗ ghế ngồi đi các bạn. Được rồi. Dạ. Dạ thì cái đầu tiên thì em nhìn cảm nhận về anh là một con người rất là hiền và rất là chịu khó. Thì anh sống có một cái hoàn cảnh đó nhưng mà em cũng rất là cảm thông. Và em không biết nói gì. Ok, thì anh dạ. Nghĩ là chúng ta nếu được thì em và anh cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu được thì dạ. Anh có cảm nhận gì về em? Thì anh nói lúc đầu thì với anh thì anh không có một tiêu chuẩn nào hết, chỉ cần người con gái nhìn dễ nhìn và phúc hậu, mà anh thấy em là người phúc hậu và biết người hiểu chuyện. Dạ, anh có thấy em tròn quá không? Không sao, tròn không sao, tròn về nơi cho anh tròn trong em là được. Nhưng lúc đó về không biết là em tròn hơn hay anh nữa. Lúc đấy hai đứa mình cùng thi nhau lăn cũng được. Hẹn hò thế nào? Đó Bình Dương với quận 1 đó. Bình Dương quận 1 thì em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Nhưng mà nếu được các ngày đó thì tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành có thể dành cho em được. Dạ thì em cũng có cái lịch tập á, em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập lần 3 năm 7 á. Thì những ngày còn lại thì em trống. Dạ. Thì những lúc đó thì mình có thể dạ. Thứ 2, 4, 6, 3, 5, 7
đều 357 cả nhỉ? Dạ không, đều 357. Dạ. Vậy là cùng là 357 hả? Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh. 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Chủ nhật nữa chị. Rồi Trình hỏi đi, dự định kết hôn thế nào? Khoảng bao lâu? Thì theo em nếu mà được thì khoảng bao lâu thì chúng ta có thể. Dạ thì em thì nói chung là cũng lớn rồi nên là em cũng muốn là em chưa yêu ai bao giờ nên là em cũng muốn thì một người là vẽ lên cho em một cái câu chuyện tình yêu xíu. Dạ với lại thì đến hôn nhân thì chắc khoảng một năm hơn. Thì anh cũng bởi vì trong hôn nhân là chuyện của cả một đời người nên nếu mình mà nóng vội quá mà quyết định thì khi nào về sống với nhau không hạnh phúc thì lúc đấy cũng nhanh thì cũng chả được cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chậm nhưng mà chắc và tìm hiểu kỹ với nhau thì có thể bỏ qua được những cái xấu của nhau và nhường nhịn nhau thì khi đó về cuộc sống gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc hơn. Em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em là chơi với nít quen rồi đó, đôi khi em cũng giống nít lắm, thì lúc thì vui lúc thì buồn lúc thì giận vậy á, về tưng tưng có về không biết anh chịu nổi em. Ôi. Không anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Anh sống nội tâm nhưng mà anh không bao giờ anh thể hiện ra ngoài, chỉ lúc nào cảm xúc anh không kiềm chế được thì anh mới tuôn trào vậy thôi. Nhưng đối với bạn bè thì hầu như ai cũng bảo anh là người khá là hài hước. Nhưng mà anh không nhây. Hài hước và biết tạo cái tiếng cười cho mọi người. Em cũng hài lắm đó. Thử em xem, đây là một cậu bé lớp của em đi. Thì sao làm gì? Thử xem. Bé này lớn quá. Kệ nó thử coi. Thử xem. Dạ giờ bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? Dạ. Hướng đi. Dạ thì trong đó còn một món quà nữa. Bên trong đó. Dạ. Dạ thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Trời ơi Amati đâu? Amati đâu? Vậy cho bé. Cái này là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Dạ rồi bây giờ em dùng ngôn từ của mầm non. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chú viết chì nha. Tưởng tượng đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3. Đến theo cô nè. 1, 2, 3. Mình xoay nhanh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình đổi tay. Nó khó quá cô ơi. Chút gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha. Mình tuột ha. Rồi tuột nè. 1, 2, 3. Đổi tay. 1, 2, 3. Bây giờ mình tuột ống nè. Xe đóng bàn. Mình tuột nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi sao tuột hoài làm cái này làm gì cô? Đây là mình làm cho cái kẽn con tay của mình cho sạch nè. Rồi bây giờ mình sẽ chà tay nha, con đan tay vào nhau. Rồi bây giờ mình chà. Cái này giống như chống Covid đó cô ơi. Đó sao? Giống sát trùng Covid hả cô? Đúng rồi, bây giờ mình bạn mới lên lớp là phải vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình bắt nước cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha, cái cam nè. Rồi bây giờ mình đỏ cho lòng bàn tay bắt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong Dũng. Về hai chồng chơi này hoài vui. Được đó. Về lúc nào mà hai đứa dặn nhau chơi này vui nè. Cái này Dân chúc lên Dân chơi này được rồi Dân. Ừ nãy Vân tính rồi mà tại vì không có Amity vì... đúng không? Ừ không có Amity. Đó. Rồi được rồi. Xong là hết giận luôn anh. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi nắm tay nhau đi. Nào Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu. Cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Mình nói hết những cái gì đang suy nghĩ về người đối diện đi Trình. Mong muốn gì nữa? Nãy anh nói rồi. Thì em nhìn mặt em phúc hậu và là người hiểu chuyện.
thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào có đến được với nhau hay không thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau. Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả, nên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì đến đâu đó em thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rồi ra thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Thì điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Là, còn em có muốn nói với anh gì không? Dạ thì đến chương trình này gặp được anh thì nó cũng là một cái duyên. Thì em nghĩ là chúng ta cũng nên có một cái cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu cũng giống như anh nói. Thì em cũng mong là vậy. Rồi, cảm ơn em. Tôi bấm đi nè, đang ngồi cho bấm nè. Trở về ghế. Thời gian diễn ra cũng khá lâu, các bạn cũng có nhiều vấn đề trao đổi với nhau. Tôi tin chắc rằng trong lòng các bạn cũng đã có một sự lựa chọn nào đó, bấm hay không bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, hai cái chặt chặt cùng lúc luôn rồi. Chúc mừng. Đấy, tay đã xen vào tay. Những nụ cười này tôi nghĩ rằng nó sẽ kết với nhau trọn đời đấy. Cố gắng lên, hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ hiểu để chúng ta làm sao có thể chăm sóc một mối tình cho nó hoàn thiện ha. Ê, trò ơi trò, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó, rồi đã bây giờ sạch cho nên rồi bây giờ á trò đóng mộc lên má của cô đi. Giống mộc ngày đầu gặp gỡ đi trò. Em cho anh hôn em. Đẹp lắm.